Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trở lại giây phút hồi hộp để trao cho 5 giải thưởng của vòng thi phụ. Thưa quý vị, trong suốt 2 tháng qua có rất nhiều vòng thi phụ và các thí sinh của chúng ta đã hết sức tích cực tham gia. Và bây giờ xin được công bố giải Người đàn ông lịch lãm thuộc về thí sinh mang số báo danh 7, 9, Vũ Duy Hưng. Chúc mừng! Tôi xin kính mời bà Văn Viết Anh Thu, giám đốc thương hiệu Novelty, và bà Phạm Thanh Hằng lên trao giải. Thưa quý vị, giải Mr. Gentleman đã thuộc về thí sinh Vũ Duy Hưng với số báo danh 79. Vũ Duy Hưng là thí sinh đến từ Bắc Giang. Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Duy Hưng giải Người đàn ông lịch lãm Mr. Gentleman. Xin được chân thành cảm ơn bà Văn Viết Anh Thu và bà Phạm Thanh Hằng. Tiếp theo chúng tôi xin công bố giải Người đàn ông tài năng Mr. Talent, và xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 178, thí sinh Phạm Thành. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nhà Bè, sẽ lên trao thưởng cho giải Người đàn ông tài năng Mr. Talent. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ca nhạc sĩ Jimmy Nguyễn, tạp chí Đàn ông cùng lên trao tặng. Xin chân thành cảm ơn bà Hồng Ánh và ông Jimmy Nguyễn. Xin được chúc mừng thí sinh Phạm Thành. Thưa quý vị, giải tiếp theo Người đàn ông thể thao Mr. Sport thuộc về thí sinh mang số báo danh 38, Nguyễn Nhất Duy. Xin kính mời bà Trâm Trần và bà Trương Ngọc Ánh lên trao giải cho Miss Sport. Chân thành cảm ơn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được tuyên bố giải Người đàn ông vì môi trường Mr. Environment, số báo danh 99, thí sinh Lê Kiên Định. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Hà Chi, giám đốc trung tâm và cung ứng công ty Mai Nhà Bè, và bà Thẩm Hoàng Điệp cùng lên trao thưởng. Thưa quý vị, thí sinh Lê Kiên Định, số báo danh 099, đến từ thủ đô Hà Nội.
Một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ giải thứ 5, người đàn ông kiến thức Mr. Knowledge thuộc về thí sinh 389 Đỗ Bá Đạt. Chúc mừng. Xin kính mời ông Nguyễn Tiến Đoàn và nhà sử học Dương Trung Quốc lên trao giải. Thưa quý vị, thí sinh Đỗ Bá Đạt số báo danh 389 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng các thí sinh Vũ Duy Hưng, Phạm Thành, Nguyễn Nhất Huy, Lê Kiên Định và Đỗ Bá Đạt. Thưa quý vị, và lọt vào vòng trong sẽ có 15 thí sinh. Chúng ta sẽ đọc danh sách tiếp 10 thí sinh còn lại bước vào vòng thi tiếp theo. Xin chúc mừng thí sinh số báo danh 3, 6, 9, Tô Tiến Hải. Tiếp theo, Tô Tiến Hải xin được chúc mừng thí sinh Phạm Thành Vũ số báo danh 3, 6, 8. Thí sinh mang số báo danh 2, 9, 9, Lê Khôi Nguyên. Xin được chúc mừng thí sinh Hà Trọng Tài số báo danh 2, 9, 8. Xin chúc mừng thí sinh Ngô Vĩ Đại số báo danh 1, 0, 8. Tiếp theo là thí sinh vào vòng trong mang số báo danh 089, Nguyễn Tiến Dũng. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Anh Tuấn, số báo danh 078. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 039, Nguyễn An Hữu. Xin chúc mừng thí sinh Huỳnh Trường Thịnh, số báo danh 188. Và thí sinh thứ 15 mang số báo danh 008, Nguyễn Khắc Hoàng. Xin được chúc mừng và xin chân thành cảm ơn các thí sinh còn lại. Một lần nữa những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho 15 thí sinh sẽ vào chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.